Không có tiền, bé con liền nhờ mẹ làm cơm đem qua đổi hàng trong sự bất ngờ của anh chủ quán. Cộng đồng mạng thấy mà hết lời khen ngợi. Ôi dồi ôi, đi đâu đây? Em mang cơm đấy cho anh ấy, để đổi lấy cát tắm với lại nhà tắm Mika cho mấy con chuột. Ủa ta đùa mày mang thật à? Vâng. Thế đi vào đây. Chút cười thôi. Thanh niên không có tiền, nhà bán cơm nên là không có tiền nên là xin mẹ xuất cơm mang ra đổi lấy thức ăn này cát tắm. Ok ngồi xuống đi. Đấy. Xem xuất cơm có gì nào, rồi mở ra cho anh đi. Cơm này ai lấy? Mẹ em. Mẹ em lấy à? Mẹ em có bảo gì không? Mẹ. Mẹ bảo gì không? Không. À đây này có thịt luộc này, có gì đây? Đây là thịt chiên. Thịt dọc. Chiên, cái này là gì? Đậu với cả mề à? Bề trứng à? Vâng. Ok, suất dưới là cũng như thế à? Vâng. Thái suất à? Vâng. Ok, đây, gương mặt thanh niên này. Lớp mấy rồi? Em lớp 4 rồi, sắp lên lớp 5. Thế theo dõi kênh của anh lâu chưa? Rồi. Bao lâu rồi? Được 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi, ok. Thế ngồi đây đợi xíu nhá. Vâng.